Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu, Đức Bồ Đề Lão Tổ. Nguồn gốc: từ thuở khởi nguyên vũ trụ, khí hư vô phát sinh nên một khối ánh sáng đại linh quang, vĩ đại vô cùng vô tận, gọi là Thái Cực. Từ khối ánh sáng Thái Cực này phát sinh ra một vị đại thiên tiên, cổ Phật. Trong số các vị phát sinh từ khối năng lượng Thái Cực ấy, có một vị tôn danh là Chuẩn Đề Đạo Nhân. Chuẩn Đề Đạo Nhân còn được biết đến với nhiều tôn danh khác như là Bồ Đề Tổ Sư, Bồ Đề Lão Tổ, Chuẩn Đề Bồ Tát, Chuẩn Đề Khổng Tước Minh Vương, Chuẩn Đề Vương Mẫu, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Minh Tâm Đại Pháp Sư. Tuy mang hình tướng tận thiện tận mỹ, nơi thượng giới thì không có phân biệt nam nữ, vì chư vị là ánh sáng nhiệm màu huyền vi, vì lòng từ bi, quan tâm, thương xót chúng sinh và cứu độ chúng sinh như tình thương của người mẹ dành cho con, vô cùng vô tận. Nên chúng sinh thường gọi Ngài là Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu vậy. Tôn danh Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu có ý nghĩa nhắc nhở chúng sinh về việc tu dưỡng tâm tính của mình theo chân pháp, gìn giữ giới luật, hiếu kính song thân cùng thiên địa, hành thiện nguyện từ bi, hỷ xả, để thân tâm luôn được thanh tịnh, an nhiên. Có một bài thơ ngâm về tôn danh và thiện hành của Ngài rằng: chuẩn tắc vô ưu thanh tịnh truyền, đề cao hiếu hạnh khả tùy duyên, Phật tâm hỷ xả từ bi khuyến, mẫu giải mê tâm hướng đạo thiền. Hình dáng đặc trưng: Đức Chuẩn Đề Bồ Tát thường thì hiện thân ảnh nam nhân dạng, độ chừng hơn 30 tuổi, sắc da trắng ngà tươi sáng, gương mặt Ngài nghiêm trang, từ bi phúc hậu. Mái tóc Ngài búi cao thành quả đào trên đỉnh đầu, phần đuôi tóc phía sau thả dài qua thắt lưng. Phục trang Ngài thường thể hiện phần thân trên mang áo lụa mỏng nhẹ màu trắng, khoác chéo từ hai vai xuống eo, hoặc là khoác chéo một bên vai xuống eo để phần cổ và ngực trần. Thân dưới là quần dài rộng theo kiểu của đạo sĩ. Thỉnh thoảng, Ngài có thể hiện thân ảnh khoác đạo bào trắng tinh toàn thân. Ngài thường mang theo bên mình là Trí Huệ Kiếm cùng Như Ý Bảo Châu. Khi thể hiện hình tướng Tu La Vương, toàn thân Ngài có 3 đầu và 18 tay, sắc da vàng tươi sáng hoặc vàng cam, hỏa quang đỏ rực quanh mình. Đôi tay nơi giữa ngực thì kết Tam Muội Chân Hỏa Ấn, Tam Muội Chân Hỏa Ấn, Thánh Hỏa Ấn. Các tay còn lại xòe ra xung quanh, thường kết các thủ ấn như Cát Tường Ấn, Kim Cang Ấn, Vô Ý Ấn, Thí Nguyện Ấn, Tam Muội Ấn, Phẫn Nộ Ấn, Bảo Châu Ấn, Huệ Kiếm Ấn, hoặc các cánh tay cầm theo pháp khí như là Ngọc Sách, Chân Kinh, Thiên Thư, Linh Phù, Linh Phan, Kim Câu, Kim Cung, Kim Phủ, Kim Khuyên, Kim Thằng Tử, Ngân Kích, Tịnh Bình, Trí Huệ Kiếm, Lệnh Kỳ, Như Ý Bảo Châu, Ngọc Như Ý, Thất Bảo Linh Thụ Chi, Pháp Luân, Pháp Loa, Chân Hỏa, Tuệ Đăng, Liên Hoa, Càn Khôn Khuyên, Anh Lạc, Phất Trần, Bảo Phiến, Bảo Tháp, Bảo Tán, Bảo Cái, Linh Chung. Thời Thương Châu Đại Chiến cách đây khoảng 3.200 năm trước, Ngài là một vị đại giác kim tiên từ Tây Phương Cực Lạc Quốc, giáng hạ thị hiện bên Trung Hoa. Hóa độ nhân duyên cho các vị có căn tu sâu dày mà chưa thành chánh quả. Khi ấy Ngài thu phục Chu Khổng Tước là Khổng Tuyên và Ngao Ngư Tinh là Ô Vân Tiên về Bát Đức Trì, nơi Cực Lạc Quốc không vướng bận hồng trần thế sự nữa. Khổng Tuyên trở thành vị hộ pháp thị giả cho Đức Chuẩn Đề. Về sau, Khổng Tuyên trở thành Đức Khổng Tước Minh Vương, được nhiều giá phái tín ngưỡng. Hình tượng Đức Chuẩn Đề cùng Khổng Tước Minh Vương có tôn danh Chuẩn Đề Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương. Khi Ngài thể hiện hình tướng lão nhân Đại Pháp Sư, toàn thân khoác bạch y, trên tay cầm quyền trượng chính là Thất Bảo Linh Thụ Chi và ngọn đèn Tuệ Đăng. Đây là hình dáng trong một lần lịch kiếp, Ngài chiết lên hóa thân thành Minh Tâm Đại Pháp Sư nơi Đông Thắng Thần Châu. Vị Đại Pháp Sư này ngự tại Thánh Hỏa Cung, làm việc tuyển chọn Thánh Hỏa Sứ, lưu truyền Đạo Pháp trong tam giới.